Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì mình có anh khách đặt cho mình cái bộ ý nha anh em, ấp 200 kg, xài tự động ngắt đó, nguyên riêng, nguyên bản. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip của buổi tối trận này mình vui nha, và sức khỏe đó. Rồi, thì mình sẽ vào chi tiết con máy này nha anh em đó. Quay cho anh em xem tổng thể con máy nè đó. Máy này thì đầu có hiệu là tính số cuối nha, 29RMS nha. Áp 200 kg nha, đĩa 230 nha anh em. Đó, 230 nè. Con này là đĩa sứ 18 ly. Đó, xài lưu lượng nước tầm khoảng 16 đến 20 lít trên 1 phút. Đó. Đầu thì còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha, chưa tháo luôn nha. Chưa tháo ốc luôn. Đó, còn nguyên riêng luôn. Con này thì đi sứ 18 ly áp 230. Con này thì được gắn một cái tay hồi của Arimitsu nha. Hồi Arimitsu nha anh em, hồi của Nhật. Là nó có cái rờ le tự ngắt nha anh em. Tự động ngắt máy nha. Đó. Tự động ngắt. Thì trong này nó có hộp khởi động từ thumper. Đó, con này thì được lắp qua cái motor của nó là motor khí á. Motor 5,5 kW nha. Điện 3 pha 38. Mình đã đấu được qua điện 3 pha 38. Motor thì còn nguyên bản. Đó, nguyên bản. Con này thì nó được lắp âm. Em lắp âm nha, lắp qua mặt bích nha anh em. Bích cái này được cái 4 ốc nha. Bốn ốc rất là chắc chắn luôn, cái vô đây. Đó. Đầu thì còn khá là đẹp luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó, quay này. Đó, quá đẹp. Đó, 4 bánh chân nha, 4 bánh chân lắp rất là chắc chắn luôn. 4 bánh chân. Đó. Lên một chiếc xe đẩy nha anh em, xe đẩy màu xanh. Đó. Xe đẩy này nó có cái bánh xe là có cái khóa lại nữa nha anh em. Đó, khóa lại nữa nha. Đó. Này được lắp qua hộp khởi động từ nha anh em, khởi động từ thông mơ thời gian nha anh em, công tắc. Đó, tắt mở đây nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ vào chi tiết mình test máy nha, test máy cho anh em xem và anh em tham khảo. Đó, con này do khách đặt nha, anh em nào muốn đặt thì liên hệ qua số điện thoại của mình 0332416648 nha. Rồi giờ mình sẽ vào chi tiết test máy nha anh em. Đó, bật CV tổng này, bỏ máy đâu chạy luôn, chạy rồi nó ngắt, chạy là ngắt máy nha, bóp còi xuống là máy sẽ chạy nha. Dòng này lắp qua cái lắp cái cốc âm này là xài rất là êm luôn. Đó, xài rất là êm nha anh em. Con này lên 150-200 kg nha anh em, 150-200. Máy chạy rất là êm nha anh em, không nghe tiếng luôn nha. Còn máy đang chạy đúng không? Trong này có một con giống y nha, 200 kg luôn nha anh em. Đó. Đó, con này có 200 kg luôn, con này trong đó. Đó, máy thì đang ngắt nha anh em, đang chỉnh 3 giây ngắt nè, 3 giây nè. Đó. 4 giây. Đó, máy đang chạy rất là áp 200 kg nè. Chạy không nghe tiếng luôn nha. Đó. Này khởi động tự đang thích vô nha. Thả ra là làm tắt nè. 4 giây nha. Đó, ngắt máy, 4 giây ngắt máy. 4 giây ngắt là máy sẽ chắc rất là bền. Chứ ngắt đột ngột thì nó sẽ không tốt cho máy nha. Đó. Đó. Wow, quá mạnh luôn nha anh em. Rửa xe không chạm là con này là xe quá là ngon luôn. Rửa xe không chạm nha. Đó. Oh.
áp 200 kg nha, áp 200 kg nè. Đó, ngắt máy rồi, ngắt máy là máy 4 giây sau là ngắt. Đó, có thêm thời gian anh em chỉnh sao chỉnh nha, không được nha. Đó. Quá đổi bét nha anh em, đổi bét ly 2. Còn bét này thì nó có chế độ xòa nha anh em. Đó. Anh em có bét đũa gắn bét đũa vô nha. Bét ly 2 thì nó được 8 kg nha. Còn máy này chạy rất là êm. Không nghe tiếng luôn nha anh em. Em thấy không nghe tiếng luôn nha. Áp rất là ổn định luôn. Rồi, quá đã luôn. Rồi ngắt máy luôn, 4 giây sau ngắt máy luôn. Rồi ngắt máy luôn rồi. Rồi quá, quá dữ luôn. Đó, trong này nó có một con đó nha anh em. Đó, trong này cũng có một con giống mày vậy, cái đầu giống mày vậy mà. Nhưng mà nó riêng luôn nha, riêng motor của Nhật luôn. Đó, có đầy đủ hết nha, xài tự ngắt luôn con này. Đó, giống y con đó luôn, áp 200 kg luôn nha. Dòng này áp 200 kg nha anh em. Motor của nó là 5,5 kW nè, 5,5 kW, 7,5 HP nha. Đó, anh em thấy không, 5,5 kW nè. Đó, xài con này có hộp khởi trong này luôn. Đó, hồi tới hồi luôn nha anh em, đầy đủ. Đó, anh em nào muốn cái bộ này thì liên hệ em sẽ dọn lên cho anh em nha. Đó, rất là ngon lành luôn. Xài là nó có cái nắp màu xanh nữa nha, có nắp màu xanh ốp len nữa nha. Đó. Rồi. Rồi. Này nó có ốp len nha anh em. Có ốp len nha. Đó. Quá là êm luôn. Rồi. Nghe. Tắt luôn. Đó. Rồi. Anh em cần thì muốn hàng nào thì liên hệ mình nha. Đó. Thì cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Đó. Có bộ này mình đang ráp cho khách luôn nha anh em. Đó, ráp cho khách rồi. Đó, bộ có lulu sẵn luôn. Anh em thấy không? Đó, quá đã luôn. Anh em nào muốn cái loại nào thì chế cháo gì đó, thì cứ liên hệ em. Đó, ok 520 motor 7,5 HP. Đó. 7,5 HP. Anh em thấy không? Có lulu quay luôn nha. Đó. Giờ đang đóng cái thùng ok 58 nha anh em. Cho anh khách anh đặt. Đó, tôi bán rồi. Trong này có thùng ok 51 nữa. Bơm hơi đầy đủ hết nha. Rồi. Trong này có đầu rửa xe nữa nha anh em. Có mấy đầu ok 511 rất là đẹp luôn. Chưa lên clip cho anh em xem. Ok 511. Đó. 511 nha. Đó. Nguyên đi. Đây hồi. Quá đẹp. Rồi. Anh em nào cần thì đặt hàng thì mình sẽ đáp lát cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong nếu thấy hay cho mình được like, đăng ký kênh nha, chia sẻ nha để ủng hộ mình. Rồi. Anh em rồi tổng chào anh em. Hẹn anh em vào các video clip tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn lại. Bye bye.